Salut tout le monde, chào mừng các bạn đến kênh Tự học tiếng Pháp cùng Tinh. Tiếp tục bài hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thể phủ định ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ne rien, nó là cái gì được chưa ạ? Rất là đơn giản, chúng ta hiểu vấn đề rất là đơn giản thôi. Ở đây thì chúng ta có 3 cái ví dụ, 3 câu hỏi, 3 câu cái trả lời được chưa ạ? Ở đây thì nguyên ở câu hỏi thì chúng ta đã nhìn thấy được đó là có cụm từ là quelque chose, có nghĩa là điều gì đấy, đúng không ạ? Có nghĩa là không có cái điều gì đấy, không thì chúng ta sử dụng là ne rien, không có cái gì cả. Ví dụ như là chúng ta có câu đầu tiên đi, il fait quelque chose, anh ta có làm cái gì không vậy? Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có trả lời là không, anh ta không làm gì cả. Tức là mình không có thực hiện cái hành động đó. Được chưa ạ? Thì chúng ta sử dụng là ne rien, tức là không có một cái gì cả. Khi mà ở trong câu hỏi ha thì chúng ta có là quelque chose. Được chưa ạ? Thì câu trả lời của chúng ta sử dụng là ne rien, nếu mà chúng ta phủ định là négation. Rồi câu thứ hai, ở đây thì chúng ta có cái va faire, il va faire. Vậy thì chúng ta biết được đó là thì futur proche. Vậy thì chúng ta có đọc câu 2 là il va faire quelque chose. Anh ta sẽ làm điều gì không? Không, anh ta sẽ không làm gì cả. No, il ne va rien faire. Câu đầu tiên là thì présent, câu thứ hai ở thì futur và câu thứ ba nó ở thì gì đó các bạn? Il a fait quelque chose. Anh ta đã làm cái gì chưa? Đúng không ạ? Không, anh ta chưa làm cái gì cả. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nói là il a fait quelque chose. No, il n'a rien fait. Vậy thì chúng ta chú ý cho mình ở câu đầu tiên đó là thì présent. Vậy thì phủ định thì chúng ta động từ nó nằm giữa gì ạ? Nó nằm giữa ne rien, đúng không ạ? Và câu thứ hai đó là thì futur proche thì nó nằm giữa cái động từ aller và kèm theo sau đó là động từ nguyên mẫu, đúng không ạ? Aller là động từ va đó. Rồi câu thứ ba, vậy thì chúng ta auxiliaire, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đứng giữa ne rien, đó là auxiliaire, avoir hoặc là être gì đó, tùy thuộc vào cái động từ. Vậy thì chúng ta có ba cái trường hợp, ba cái vị trí như vậy. Thì vị trí của nó đặc biệt, nó giống với lại ne pas, với lại ne plus mà chúng ta đã học ha. Còn cái ne aucun, ne aucune thì nó khác biệt hơn một chút xíu. Cái vị trí làm thì nó khác biệt hơn chút xíu ở các thì. Rồi ở đây thì mình có cái tiếp tục ví dụ ở ba câu này. Đó là một câu bình thường, đúng không ạ? Ví dụ như ta có câu đầu tiên, je ne vois rien, tôi không nhìn thấy gì cả, đúng không ạ? Mình không có thể nhìn thấy gì thì mình nói không nhìn thấy gì. Je ne vois rien, je ne vois rien. Voilà, câu thứ hai và câu thứ ba, điểm đặc biệt thì chúng ta có là rien ne bouge, đúng không ạ? Câu thứ ba thì chúng ta có là không hoạt động gì cả, rien ne, comment? Rien ne marche, rien ne marche, tức là cái vật đó nó không có hoạt động nữa, nó hư rồi. Đó, thì chúng ta sử dụng là như vậy. Rồi, ở đây thì mình sẽ có các bài tập để các bạn dễ hình dung ha. Đầu tiên thì mình sẽ có bài tập ở đây, bài tập đầu tiên trong 4 cái bài tập ngày hôm nay, đó là la négation au présent. Thì hiện tại trước ha, để cho các bạn dễ hình dung cái chúng ta sử dụng ne rien như thế nào. Rồi, câu đầu tiên, elle fait quelque chose. Như hồi nãy ví dụ mình nói, đúng không ạ? Cô ấy có làm cái gì không? Cô ấy không làm cái gì cả thì chúng ta có là no, elle ne fait rien. Đúng không ạ? Vậy thì động từ nó đứng giữa ne rien, tương tự vị trí giống như là ne pas hoặc là ne plus, và vị trí cũng như vậy. Nhưng mà nghĩa thì nó khác nhau nha các bạn. Rồi câu thứ hai, il dit quelque chose. Họ nói cái gì không? Họ có nói cái điều gì không? Không, họ không nói gì cả thì chúng ta sử dụng là non, il ne dit rien. Voilà, trois, tu manges quelque chose. Mày ăn cái gì không? Không, tao không ăn cái gì cả. Vậy thì chúng ta sử dụng là non, je ne mange rien. Ở trên trường hợp câu thứ ba là mange, chúng ta có s, đúng không? Tại vì nó đi theo với chủ từ tu, còn ở dưới là chúng ta không có s, nó đi theo chủ từ je, đúng không ạ? Cái này là ne rien, có nghĩa là phủ định của nó ha các bạn. Rồi câu thứ bốn, câu thứ tư, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose, ça veut dire quoi? Ils ont quelque chose là họ có cái điều gì không, họ có chuyện gì không, họ có cái gì không, đúng không ạ? Họ không có cái gì cả. Non, ils n'ont rien. Rất là đơn giản, quá đơn giản rồi. Câu số 5, ils achètent quelque chose. Họ mua cái điều gì không? Họ mua gì không? Không, họ mua không mua gì cả. Non, ils n'achètent rien. Đó là vấn đề của la négation. Rồi bài tập thứ hai, chúng ta chia ở trí future proche, tương lai gần, đúng không ạ? Vậy thì tương lai gần mình xin nhắc lại, đó là nó sẽ chủ từ này,
cộng với lại động từ aller mà chia ở thì present ha, và cộng theo sau đó là động từ nguyên mẫu thì chúng ta sẽ có được đó là thì future approach, tương lai gần. Nó diễn tả một cái hành động gần, nó sẽ làm cái điều gì đấy. Ví dụ câu số 1 chúng ta có là elle va faire quelque chose, cô ấy sẽ làm cái điều gì không, cô ấy sẽ không làm cái gì cả, thì chúng ta sử dụng là non. Elle ne va rien faire, đúng không ạ? Cô ấy sẽ không làm gì cả, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy ở đây ne rien nó làm sao đứng xung quanh cái động từ aller, đúng không ạ? Và cộng theo sau đó là động từ nguyên mẫu faire. Câu thứ hai, ils vont dire quelque chose, họ sẽ nói điều gì không? Không, họ sẽ không nói gì cả. Vậy thì chúng ta sẽ nói là non, ils ne vont rien dire. Rất là đơn giản. Câu số 3, tu vas manger quelque chose, mày sẽ ăn gì không? Không, tao sẽ không ăn gì cả. Non, je ne mange rien, đúng không ạ? Rồi câu thứ tư, chúng ta có ils vont avoir quelque chose, họ sẽ có điều gì không? Không, họ sẽ không có cái gì cả. Vậy thì chúng ta sẽ nói không, không có cái gì cả, chúng ta sử dụng là ne rien, đúng không ạ? Khi mà câu hỏi chúng ta có quelque chose thì chúng ta cứ trả lời cho mình đó là ne rien, là non, ils ne vont rien avoir, họ không có cái gì cả, đúng không ạ? Rồi câu số 5, ils vont acheter quelque chose, họ sẽ mua điều gì không? Không, họ không mua gì cả, thì chúng ta sử dụng đó là non, ils ne vont rien acheter. Rất là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Các bạn kêu tiếng Pháp khó, thật sự khi mà các bạn đã chuyên tâm vô thì nó sẽ cũng khá đơn giản thôi, facile. Rồi câu thứ 3, la négation au passé composé, ở đây thì chúng ta tiếp tục chia ở thì passé composé ha. Ở đây thì chúng ta có 5 câu, mình xin phép đó là câu thứ nhất ha, elle va faire quelque chose, cô ấy đã làm cái điều gì không? Cô ấy đã không làm gì cả thì chúng ta sử dụng nói làm sao? Chúng ta sử dụng ne rien bình thường. À, tại vì câu hỏi của người ta có từ quelque chose, vậy thì chúng ta sử dụng ne rien khi mà chúng ta phủ định negative. Rồi ở đây thì chúng ta có là non, elle n'a rien fait. Voilà. Numéro 2, câu số 2. Ils ont dit quelque chose. Họ đã nói gì chăng? Không, họ đâu nói gì đâu. Họ đâu đã nói gì đâu. Đúng không ạ? Non, ils, comment? Ils n'ont rien dit. Chúng ta chia participe passé bình thường. Câu thứ 3, tu as mangé quelque chose. Mày đã ăn gì chưa? Không, tao chưa ăn gì cả. Vậy thì chúng ta có thể nói chưa ăn gì cả thì chúng ta sử dụng là động từ manger chia ở passé composé, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta vẫn giữ lại avoir của nó, và avoir chia với je thì chúng ta có là j'ai. Non, je n'ai rien mangé. Câu thứ 4, ils ont eu quelque chose. Họ có cái gì không? Họ đã có cái gì chưa? Chưa, họ chưa có gì cả. Non, comment? Non, ils n'ont rien eu. Voilà, câu số 5, ils ont acheté quelque chose. Họ đã mua gì chưa? Chưa, họ chưa mua gì cả. Họ không mua gì cả. Vậy thì chúng ta có thể nói là non, ils n'ont rien acheté. Và bài tập thứ tư mình xin giới thiệu cho các bạn, đây là một bài tập tổng hợp. Bài tập này có 4 câu tất cả ha. À, có 8 câu. Đầu tiên thì mình xin phép làm câu thứ nhất. Ở đây thì chúng ta xác định thì gì trước này. Elles ont fait quelque chose. Họ đã làm cái điều gì chưa? Chưa, họ chưa làm cái điều gì cả thì chúng ta sử dụng là non, elles n'ont rien fait. Đây là thì passé composé. Câu thứ hai, elles vont dire quelque chose. Các bạn, đây là thì gì? Thì future approach, tương lai gần, tại vì có động từ aller cộng với lại động từ nguyên mẫu, đúng không ạ? Elles vont dire quelque chose. Họ sẽ không nói gì cả thì chúng ta sử dụng nó là non. Elles ne vont rien dire. Continue avec numéro 3. Elles ont mangé quelque chose. Họ đã nói gì? Họ đã ăn gì chưa? Họ chưa ăn gì thì chúng ta sử dụng là non. Ils n'ont rien mangé. Numéro 4, tu manges quelque chose. Mày ăn gì không? Mày ăn cái gì không? Không, ta không ăn gì cả. Non, je ne mange rien. Rồi, cứ chia bình thường. Cái vị trí của nó giống như là thì, giống như là ne pas với lại ne plus. Vậy thôi, đúng chưa? Câu thứ 5, you are you quelque chose. Mày có cái gì không? Mày đã có cái gì chưa? Ở đây thì chúng ta chia đó là thì passé composé, tại vì có động từ avoir cộng với participe passé của avoir đó là eu. Đúng chưa ạ? Vậy thì chúng ta sử dụng đó là non, je n'ai rien eu. Voilà, numéro 6. Tu as dit quelque chose? Mày đã nói gì vậy? Mày đã có nói gì chưa? Đúng không ạ? Không, tao đâu nói gì đâu. Non, je n'ai rien dit. Tu vas dire quelque chose? Mày định nói gì hả? Mày định nói gì hả? Không, tao không có định nói gì cả. Ha, ý định chúng ta sử dụng thì future approach cũng được. Chúng ta sử dụng là định nói cái gì, định làm cái gì. Thì chúng ta dịch như vậy. Cũng được, tiếng Việt cũng được, sẽ cũng được. Nhưng mà sẽ thì nó hơi kỳ, lúc ống sẽ thì nó định nó sẽ hơn. Vậy thì chúng ta, tôi sẽ không nói gì cả. Vậy thì chúng ta có thể nói là non, je ne vais rien.
Dì. Voilà. Câu số 8 cũng là câu cuối cùng trong clip ngày hôm nay. To dì kênh cơ sốt. Bạn nói gì hả? Không, tôi không nói gì. À, thì chúng ta chia appraisal bình thường thì chúng ta có là non, je ne dis rien. Merci tout le monde d'avoir fait attention. Abonnez-vous. Au revoir à la prochaine. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Đặc biệt nhớ đăng ký kênh. Au revoir.